Chào các bạn, rất vui đã quay trở lại với Nguyên Hùng Audio. Như các bạn đã thấy, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem được nội thất của âm ly Bo 4702 2 La Mã. Một dòng âm ly rất là cao cấp đến từ thương hiệu Bo. Thì Bo rất hiếm khi sản xuất âm ly, nhưng mà những âm ly của Bo đa số là những âm ly rất là hay và toàn là những dòng mắc tiền. Thì hôm nay Bo 4702 là một trong những dòng như thế. Mình tháo cái bên ngoài cái lớp vỏ sắt ra thì các bạn thấy bên trong đập vào mắt chúng ta là một cái tăng phô rất là lớn. Cái tăng phô này này to bằng hơn cái bàn tay lận, rất là lớn, nó chạy 8 con sò than, hai cái dây tản nhiệt mỗi bên 4 con và hai cái 8 con nha các bạn. Còn hệ thống tụ nó nằm ở phía dưới này, tụ này rất là lớn đây, nó nằm dưới cái vỉ này. Cái tụ này mình xem mình đo này, nó to bằng cổ tay lận. Nói chung là đây là một cái âm ly rất là gấu, nguyên bản hết nha. Công suất lên đến 275W, một mức công suất rất là khủng. Đây các bạn sẽ thấy toàn bộ cấu hình của nó thiết kế rất là nhiều linh kiện gấu nhưng mà rất là gọn, không có rườm rà. Tất cả nó che bằng những cái miếng sắt này, hai dải tản nhiệt này để làm cho âm ly rất là mát. Vì công suất lên đến 275W nên nó sẽ tiêu thụ rất là nhiều điện, nó phải cần dải tản nhiệt lớn, dải 8 con sò than nữa. Và đặc biệt cái cục tần phô lớn này nó cũng đo ra âm thanh rất là mạnh và khỏe lực. Này, toàn bộ nội thất của âm ly Bo chúng ta. Ok, mình quay chi tiết để các bạn xem rõ và sau đó mình sẽ đóng nắp lại, test lại cho các bạn nghe thử một bản nha. Thì test dành cho các bạn nào mà chưa nghe qua nó thì có thể nghe luôn. Trong làm ly là nguyên bản 100% nha các bạn. Nếu bạn nào mà chơi những âm ly như sân xui Pioneer thì bỏ ý định tầm giá tiền đó, chúng ta chơi âm ly Bo này hay hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bây giờ chúng ta cùng đóng nắp lại và nghe thử một bản nhạc nha. Ok, rồi sau khi đã đóng nắp âm ly Bo 4702 2 La Mã, sau khi tháo ra cho các bạn xem bên trong, bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn nghe sơ qua một bản nhạc để chúng ta cảm nhận lại chất âm của cái âm ly này. Để các bạn nào mà đã chưa có nghe qua chất âm của nó thì có thể nghe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test nha. Người
Rồi, ok, mình đã hoàn thành xong bài test. Cũng như cho các bạn xem cấu hình bên trong của âm ly bô 4702 2 la mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu cảm thấy thích, hãy bấm nút like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.